Thưa Thầy, con có một cái điều mà rất là thắc mắc, xin Thầy giải thích dùm con. Tôi mới nói có điều gì chị cứ nói đi. Chị ta nói dạ thưa Thầy, con rất là nhạy cảm với người âm. Nghe tới đó cái xương sống tôi nó lạnh mất. Chị nói thưa Thầy, hễ con ngủ, con mới vừa nằm xuống mà bên tai con nghe cái tiếng kêu, tiếng cầu cứu, rồi sáng ra quyết định con đi chợ hoặc đi đường là con thấy hoặc có một con chó chết, hoặc là một người nào chết, hoặc có nhiều sự việc nó rất là ghê sợ Thầy ơi. Bữa trước con nằm mơ, con thấy có ba người đến kêu con, xin hãy cứu tôi, xin hãy cứu tôi. Nhưng mà con thấy họ kêu như thế nhưng con cũng không biết làm sao để cứu họ. Con chỉ nghe họ kêu trong đau đớn, trong khổ não. Thì sáng ra con đi về miền Tây thì con thấy có một cái chiếc xe hơi nó rớt xuống dưới cái lề đường và có ba người nằm đắp chiếu. Và nhiều lần như thế. Chị ta hỏi, nếu sau này con gặp những trường hợp như thế, con phải làm sao? Thưa cùng với các vị, có phải là những người đó hiện về để nhát mình không? Thưa là không. Họ đang gặp đau khổ, họ cần mình giúp đỡ, họ về. Nhưng chúng ta không có đủ cái trí tuệ, không có được một tí thần thông nào hết, thế cho nên mình không biết giúp người ta như thế nào. Vậy thì bây giờ gặp những trường hợp như vậy ta phải làm sao? Tôi mới nói chị là chị có sợ không? Chị kêu dạ cũng sợ lắm Thầy. Rồi kia nếu mà sau này có một người nào đó mà về cầu xin chị cứu, cầu xin chị giúp đỡ cái gì đó, chị hãy gan dạ lên, đừng sợ. Họ không nhát chị, họ không làm hại chị đâu, họ đang cần đến chị. Chị hãy đến hỏi họ là cần tôi giúp cái gì, giúp cái gì tôi sẽ giúp. Thì ta kêu con mà thấy như vậy thì con đã run lên rồi. Thầy kêu con đi lại hỏi, làm sao con dám hỏi? Tôi kêu đừng có sợ, bình tĩnh, gan dạ lên. Vì nếu như mình sợ, mình bỏ mặc, tức là mình đã vô tình với một chúng sinh đang đau khổ. Thế cho nên hãy gan dạ lên, hỏi họ. Còn như giá mà cái nghiệp của họ không thể nói được thì mình hãy khuyên họ, hãy ráng niệm Phật đi. Và mình hãy niệm Phật cho họ, rồi cầu nguyện cho họ. Bởi vì sao? Bởi vậy thưa Phật cùng với đại chúng, đây là cái điều chúng ta đi vào trong kinh Địa Tạng rồi chúng ta thấy rất là rõ. Đức Phật nói có những chúng sinh nhiều đời là thân bằng quyến thuộc của ta, nhưng vì khi sống chẳng tạo cái nghiệp lành mà tạo cái nghiệp ác, cho nên chết đi rồi ngàn vạn kiếp đi qua vẫn là một chúng sinh bị sa đọa trong cõi khổ, hay nói đúng hơn đó là cái cõi ngạ quỷ. Mà đã đi vào trong cõi ngạ quỷ rồi, đâu có tạo được nhân lành, đâu có tạo được phước báo. Không tạo được nhân lành, không tạo được phước báo, không biết đường tu tập, phước báo không sanh, công đức không có, thì không thể thoát khỏi kiếp ngạ quỷ. Một người họ đói, họ không có ăn, họ khát, họ không có uống. Sự đau khổ bức ngặt đè lên thân xác của họ. Và càng đau khổ hơn khi họ thấy một người có ăn có uống mà họ đến để muốn giành giật, muốn ăn muốn uống cái phần đó, lại càng không được thì cái sự sân hận và sự đau khổ càng dâng lên. Và chúng sanh trong kiếp ngạo quỷ là như thế. Thưa đại chúng, Đức Phật nói thế nào? Chúng sanh đọa lạc trong kiếp ngạo quỷ, đói thì ăn hoàng sắp nóng, khát thì uống nước sắp sôi. Từ năm trọn kiếp đến vô số kiếp trải qua đau khổ như vậy, không có ngày dứt. Thế cho nên chúng ta thấy rằng cái việc quan tâm của mình đối với người đã mất, hoặc là cụ hiền thất tổ, những người trong gia đình thân thích, hoặc là những người không trong gia đình thân thích nhưng có duyên với mình, đây là việc mình cần lắm, phải làm, cần lắm, không thể bỏ qua điều này. Bởi vì cái khổ của con người có mặt sống chung với mình đôi khi là 1 tháng, 2 tháng, 5, 3 năm, đôi 30 năm. Cái khổ đó cũng có ngày được thoát. Mình thấy mình đã động lòng rồi, huống chi cái khổ của chúng sanh bị sa đọa trong cái kiếp ngạo quỷ thì đến giường nào nữa. Mà nói điều này ra thì thật sự ra những người học Phật của mình thì tin đó, nhưng mà người ở ngoài họ không có tin. Họ nói ôi mấy ông thầy mê tín dị đoan lừa thiên hạ. Bởi vì họ chỉ cho những cái hiện hữu trước mắt họ, họ thấy được, họ nghe được, cái đó mới là thực tế. Còn những cái họ không thấy, họ cho đó là không có. Nhưng hãy hiểu một điều, không phải ta không thấy là không có. Đất trời này chẳng phải có ta mới có đất trời, ta không có mặt đất trời vẫn có. Các vị phải hiểu điều này. Trong lục đạo chúng sanh và trong cái kiếp ngạo quỷ cũng thế. Nhà Phật mình thì dùng cái từ ngạo quỷ, chứ ở ngoài thì người ta dùng cái từ là ma. Để xác quyết điều đó, ngày xưa chính Đức Phật Ngài cũng ngần ngại về chuyện này. Khi Đức Phật Ngài chứng được quả vị Bồ Đề, trở thành bậc chánh đẳng chánh giác, Ngài thấy trong hư không này vô lượng vô số chúng ngạo quỷ đau khổ bị bức ngạt trong từng sát na, nhưng Ngài không nói được, Ngài không nói được. Cho đến rồi khi Ngài có những người đệ tử chứng được quả A-la-hán, có được thiên nhãn, tức là có được con mắt của trời đó, thì Ngài mới xác nhận. Ngài xác nhận một lần là bởi do Ngài Mục Kiền Liên. Ngài Mục Kiền Liên cùng với một vị huynh đệ đi khất thực trở về, thì trên đường lên núi Linh Thú thì Ngài Mục Kiền Liên Ngài mới mỉm cười. Ngài mỉm cười thì người huynh đệ đi chung mới hỏi: thưa sư huynh, tại sao sư huynh mỉm cười? Ngài Mục Kiền Liên không nói. Ông mới kêu thôi đợi đi, về gặp Đức Thế Tôn rồi ta sẽ nói cho sư đệ nghe. Về gặp Đức Phật thì người sư đệ mới hỏi lại Ngài Mục Kiền Liên câu hỏi đó. Ngài Mục Kiền Liên nói: hồi nãy tôi đi tới chân núi thì tôi thấy có rất nhiều chúng vô hình, rất nhiều chúng sanh bị đau khổ. Có một con quỷ trên đầu nó có một cái búa. Cái búa đó bằng cái sắt rất là lớn mà đốt cháy đỏ, lúc nào cũng quánh trên đầu nó thế này, quánh liên tục không ngưng, dở lên quánh xuống, dở lên quánh xuống. Và có con quỷ thì đầu nó như đầu trâu, có con quỷ thì đầu nó như đầu heo, có con quỷ toàn thân nó thì bị lửa đỏ bao lấy. Mấy cái vị mà chưa chứng được quả A-la-hán, các ngài nghe các ngài cũng ngờ, không tin. Còn những vị chứng được thánh quả thì các ngài thấy, các ngài biết. Khi đó Đức Thế Tôn mới xác nhận. Ngài nói: các thầy tỳ kheo, Mục Kiền Liên nói đó là sự thật. Bởi vì khi Như Lai mới chứng thành đạo quả, Như Lai đã thấy những điều đau khổ của chúng sanh trong cõi vô hình rồi. Nhưng vì khi đó Như Lai biết rằng Như Lai nói ra không có người tin, nên Như Lai không nói bữa nay có các thầy đã thấy. Thì sự Như Lai mới nói đó là có. Còn khi mà Như Lai của mình, Như Lai chứng quả, Như Lai nói ra thiên hạ nói là Như Lai phỉnh người lừa đời. Tại vì đâu ai đủ cái khả năng để mà thấy được chúng sanh trong vô hình. Và các ngài dạy chúng ta đưa tay ra thế này đã chạm phải chúng sanh trong cõi vô hình rồi đây. Xung quanh tôi có, xung quanh các vị có, ở đâu cũng có. Trong bầu hư không này, tiếng kêu than ai oán đau khổ của chúng sanh ngút trời. Nhưng mình chưa đủ trí huệ, chưa có con mắt của trời, cho nên mình chưa thấy được. Nhưng phải xác định là có những điều để chúng ta xác nhận, nó không phải mù mờ. Người kia nói chết là hết, không còn cái gì cả. Chết là hết, không còn cái gì cả, thì không có chúng sinh ra đời. Hình hài này sở dĩ mà nó cử động, nó làm được bởi vì nó có cái phần tinh thần ở bên trong, nó có cái phần tâm ở bên trong. Còn như khi cái phần tâm này không còn trong hình hài này chết. Cũng vậy, một chúng sanh chết ra đi có nghĩa là ngừng ở sự sống, nhưng cái phần ở tinh thần, cái phần tâm bắt đầu tiếp tục đi theo nghiệp để thọ sanh. Chính vì có đi theo nghiệp để thọ sanh mới có chúng sinh được sanh ra, mới có chúng sinh được đầu thai. Còn như không đi theo nghiệp để thọ sanh, chết là hết, thì sao mà sinh ra được? Thần thức ở đâu mà đi sinh ra? Thế cho nên đó là một điều để chúng ta xác nhận chúng sinh trong cõi vô hình có. Bởi vì thế giới của người dương có thì thế giới của người âm cũng có. Điều này sao quý? Và khi ta đã biết có rồi thì chúng ta phải làm sao với họ? Xin thưa, ở đây có vị nào đã từng thấy ma chưa? Coi thấy ma đưa tay lên coi thử. À. Dạ. Xin thưa cùng các vị, trong kinh Địa Tạng, Đức Phật dạy trong khi ta ngủ hoặc trong khi ta chiêm bao, thấy có một chúng sinh hoặc là ta bị bóng đè, hoặc là họ đến bên ta, hoặc ta thấy những hình tướng của họ đau khổ, thưa đó chính là thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp của ta. Do khi sống không tạo được nhân lành cho nên chết bị sa đọa vào trong ngạ quỷ. Và cái kiếp đó gọi là cái kiếp ngạ quỷ. Họ đã đầu thai để làm ngạ quỷ chứ chẳng phải họ chưa được đầu thai. Cái điều này Phật tử phải hiểu cho chân chánh. Chứ không ta nghĩ là chết gọi là khi đó chưa đầu thai. Không, xét theo tinh thần của kinh Địa Tạng thì Đức Phật nói khi mà chết, khi tội và phước chưa phân định rõ ràng thì còn phải chờ trong vòng 49 ngày để rồi bắt đầu phân định. Nhưng Đức Phật cũng dạy ai mà tạo cái tội cực ác khi còn sống, khi vừa nhắm mắt thì theo cái tội cực ác đó mà đầu thai vào trong địa ngục hoặc là đầu thai vào trong ngạ quỷ. Còn ai tạo cái nghiệp cực lành, cực thiện thì khi chết sẽ đầu thai vào cõi trời, cõi người để hưởng phước báo. Và xin thưa, người thân của ta hoặc là những người ta thấy trong khi ngủ hoặc nằm mơ, hoặc một vài lần trong cuộc đời ta đã thấy chúng sanh trong vô hình, đó chính là những người thân quyến của ta. Họ đã bị cái nghiệp chướng lôi dẫn để đầu thai thọ sanh trong kiếp ngạ quỷ. Và Đức Phật Ngài dạy nếu như gặp những hình tượng, thấy những hình ảnh như thế, ta phải làm sao? Ta phải vì họ mà tu tạo nhiều công đức, nhiều phước lành để hồi hướng cái phước lành đó cho họ, để cho họ được nương nơi cái phước lành đó mà bị nhẹ đi cái nghiệp cực hình trong cõi khổ, và sớm được thức tỉnh thoát ra khỏi cái kiếp đọa lạc trong u đọa. Đó là điều mà tất cả Phật tử chúng ta thường hay làm qua cái việc là rằm tháng 7 hoặc là những ngày thất, những ngày dỗ. Chúng ta thường hay làm phước phóng sanh, thả cá, bố thí cúng dường, thỉnh quý thầy tụng kinh hoặc tự thân mình tụng kinh niệm Phật để hồi hướng công đức phước lành cho người thân. Đó là việc rất cần thiết, nó không dư thừa. Và các vị phải hiểu rằng đọa lạc trong kiếp ngạ quỷ không phải như kiếp người của mình là 50-70 năm đi qua là hết, mà nó sa đọa vào trong đó có khi ngàn vạn năm, là nói ít, ngàn vạn kiếp đi qua chưa được thoát khỏi cái sự khổ đau trong chốn địa ngục ngạ quỷ nữa. Thì cái sự cầu nguyện, cái sự hồi hướng phước lành của mình về đến chúng sinh đang đau khổ trong cõi đó, hôm nay, ngày mai và trăm năm sau, ngàn năm sau vẫn chưa có đủ, chưa có dư thừa đâu. Có nhiều người họ nghĩ là thôi thì Phật dạy cúng 49 ngày, còn giỏi lắm 100 ngày là được rồi, cần gì phải cầu nguyện thêm. Rồi họ đi đâu đó họ đi, mặc kệ họ, kệ sát người ta chứ mình lo chi. Thì cái đó vô tình chúng ta bỏ quên chúng sinh đang đau khổ. Vì họ cầu nguyện, dù họ chết đó 5 năm, 10 năm hay đã 100 năm, 1000 năm đi qua, đó là thân bằng quyến thuộc của ta, là những người có mặt cùng ta, thì chúng ta cần phải cầu nguyện cho họ sớm thoát khỏi cõi khổ mà sanh về cõi lành. Và vì sao ta phải làm như thế? Đây là điều mà các vị Quỷ Dương ở trong kinh Địa Tạng đã trình thưa với Ngài Địa Tạng Bồ Tát, và cũng như chính Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa với Đức Phật. Có một vị quỷ vương thưa với Đức Phật cũng như thưa với Ngài Địa Tạng Bồ Tát thế này: nếu như có một người vì thân bằng quyến thuộc đã mất của mình mà tụng kinh, mà niệm Phật, mà bố thí cúng dường, tạo phước lành để hồi hướng cho người đó, thì trong 6 phần công đức người âm, trong 7 phần công đức người âm hưởng được 1 phần, còn 6 phần công đức thì hiện nó sẽ được trở về cho người hiện lo tu tạo. Và Đức Phật dạy rất kỹ như thế này: nếu trong thân bằng quyến thuộc của ta có một người họ mới vừa lâm chung, thì chúng ta nên vì họ mà tụng kinh, nên vì họ mà niệm Phật, nên vì họ mà bố thí cúng dường. Làm như thế sẽ giúp cho họ thêm được cái phước lành để họ thoát khỏi cái đau khổ trong cái cõi địa ngục ngạ quỷ và súc sinh. Còn nếu như trong người thân của ta có một người vừa mới mất mà chúng ta bày tiệc để giết hại sinh vật, giết hại gà, vịt, heo, dê để bày tiệc đãi khách, để rồi ăn nhậu vân vân, thì tự thân ta tạo thêm cái tội mà cũng tạo thêm cho người chết cái tội. Giá như mà người chết, họ vừa mới chết, họ có được chút phước lành, họ sẽ được thọ sanh về cõi lành, nhưng vì khi họ chết mà ta giết hại sinh mạng để cầu cúng, để tế lễ vân vân, thì cũng khiến cho họ chậm sanh về cõi lành. Còn nếu là họ là người đã có tội mà chúng ta lại giết hại sinh vật để tạo thêm cái tội, thì họ càng bị sa vào trong cõi khổ. Thế cho nên mình biết thương người thân của mình, đó là thân bằng quyến thuộc, là cha mẹ, là vợ con, là anh em vân vân. Sau này có người nào đó họ ra đi trước mình, hãy thương họ mà làm những điều lành để cho họ được hưởng cái phước báo. Chứ còn không, mình tạo cái điều tội lỗi là giết hại, rồi nhậu nhẹt, rồi bài bạc lung tung thì mình khiến cho họ phải đọa lạc vào trong cõi khổ. Vô tình mình nghĩ là mình tổ chức cái đám cho thật lớn, giết hại cho nhiều cái loài sinh mạng để đãi khách, rồi mướn người này người kia về để làm đủ thứ trò. Đó là thương người chết, nhưng không, ta đang hại người chết đấy. Có những người họ nói thầy nói như vậy cũng không đúng. Đôi khi cha mẹ đi qua có một đời mà chết thầy cũng không cho rước nhạc, thầy cũng không cho người ta về để hát, cũng chẳng cho giết gà giết vịt để đãi. Như vậy rồi thiên hạ họ nhìn vào họ nói mình là bất hiếu, nói là cha mẹ chết là mình không có lo. Tôi xin thưa thiệt, tôi thưa là có hiếu hay không có hiếu trong lòng mình tự biết, nhưng phải hiểu việc nào làm có lợi ích và việc nào không có lợi ích. Đâu phải anh tổ chức cái đám cho to, anh giết vài con heo, vài con bò để đãi khách, anh mướn người này người kia về để xiết, để diễn trò, để hát, để hò, để khóc, để rên. Đó là anh có hiếu? Không có. Anh đang biệp thiên hạ bằng những cái việc làm đó thôi. Anh đang đánh lừa thiên hạ cho rằng anh là người có hiếu. Nhưng không, anh làm như vậy, xét theo sách của Thánh Hiền, anh đang là người bất hiếu. Các vị nhớ những này nhé. Nhớ, chứ không thì mai mốt cái người thân mình mất, cái mình cũng làm đủ thứ chuyện lung tung. Nó không đúng cái tinh thần của Phật dạy. Như vậy thì cũng không phải cái việc mà người Phật tử nên làm. Lại có người nói cha tôi, mẹ tôi hồi đó giờ còn sống đâu có ăn chay ngày nào đâu, thầy bắt cúng chay sao ăn, ăn không được rồi đói. Như vậy thầy đâu có từ bi. Hồi đó giờ người ta ăn mặn, bây giờ thầy phải cúng mặn chứ. Thưa, nói như vậy đúng không? Cũng chí tình chí phải đó chứ. Nhưng mà trật lất rồi, không đúng. Trật. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như ta giết hại sinh vật để tế lễ các vị thần linh mà còn có tội, hà huống chi giết hại sinh vật để tế những người vừa mất. Thần linh họ có phước hơn nghe, mà ta tế họ ta còn có tội đấy. Ai nói điều này? Chính Đức Phật nói. Ngày hôm đó các thầy tỳ kheo đi vào trong thành khất thực. Các thầy vào trong thành khất thực thì thấy các đạo sĩ Bà La Môn giết nào là heo, dê, gà, chó. Ôi thôi quá trời sinh mạng của chúng sinh để tế lễ thần linh, tế lễ thần lửa, tế lễ Thượng Đế. Các thầy tỳ kheo thấy như vậy mới trở về bạch với Đức Phật: Kính bạch Thế Tôn, hôm nay chúng con vào trong thành khất thực, thấy những đạo sĩ Bà La Môn làm cái việc giết hại nhiều sinh mạng của chúng sinh để tế lễ các vị thần mà họ thờ. Thưa Thế Tôn, việc làm ấy có lợi ích hay không? Đức Thế Tôn mới dạy: Này các thầy tỳ kheo, để tế lễ thần linh, để tế lễ thần lửa mà giết hại sinh mạng của nhiều chúng sinh, việc đó không có lợi ích, mà trái lại nó mang thêm cái nghiệp, cái tội oan gia trái chủ cho chính mình. Và không có một thần linh nào dám thọ nhận những cái lễ tế đó. Mà đúng, chúng ta phải xét ở cái cõi thần, ở cái cõi trời là có cái phước hơn mình, có nghĩa là họ ít tạo tội, họ được cái phước, họ làm thần làm trời. Mà có ông thần ông trời nào mà bắt thiên hạ phải giết nhiều con vật để tế các ông không? Nếu như mà bắt người ta làm như vậy thì các ông hết phước mất. Hết phước thì sa đọa. Và không có vị thần nào dám làm như thế. Là điều thứ nhất. Xin thưa điều thứ hai, chỉ có những loài quỷ đói, nó thiếu thốn thức ăn, nó mới nhập về, nó tự xưng vỗ ngực: Ta là thần này thần khác, ta là thế này thế kia, các ngươi phải giết gà giết vịt làm cái này để cúng tế, để cho nó hưởng nó ăn. Như vậy mình bị đánh lừa. Mình bị đánh lừa, thế rồi mình lại cùng với chúng sinh tạo tội. Mà khi đã tạo tội thì tất sẽ mang nghiệp. Mà mang cái nghiệp rồi, xin thưa, có khi 500-700 kiếp đi qua chưa trả xong. Đức Phật mới kể câu chuyện tiền thân của cái việc trả lời các thầy tỳ kheo thế này. Ở đời trước có một vị đạo sĩ Bà La Môn, hôm đó là ngày tế lễ Phạm Thiên. Ông mới cho những người học trò của ông dẫn một cái con dê ra sông tắm rửa cho sạch sẽ để chuẩn bị giết tế. Thì xin thưa các vị là cái tế lễ của họ là họ dẫn cái con vật tới cái trước cái bàn thờ của những vị thần, rồi họ cầm cái dao thật bén, họ đâm thẳng vào người con vật để cho máu tươi nó tươm ra để tế lễ. Thì tắm rửa cái con dê xong, thì khi á, đang tắm đó thì con dê nó bỗng nhiên nó cười. Nó cười xong một tràng dài rồi nó lại khóc. 2 giọt nước mắt nó nhỏ ra. Các vị phải tin đây là câu chuyện Đức Phật kể nghe. Nó cũng có hơi kỳ quặc, nhưng mà đó là câu chuyện của Đức Phật kể, tôi kể lại. Thì khi đó những người học trò của ông đạo sĩ Bà La Môn mới dẫn con dê đó lại và thưa với ông: Dạ thưa thầy, hồi nãy con dẫn con dê ra sông tắm đó thì con thấy nó cười xong rồi nó khóc. Ông đạo sĩ Bà La Môn mới hỏi: Này dê, tại sao ngươi cười và tại sao ngươi khóc? Linh ứng làm sao khi đó con dê nó nói được tiếng người. Nó nói: Ta cười là vì ta chỉ chết một lần này nữa là thoát được cái kiếp dê, mà ta đã 500 kiếp đi qua ta đã làm dê, bị người ta giết tế lễ, rồi bị người ta giết ăn thịt, sanh ra làm dê, rồi bị giết, sanh ra làm dê, bị giết. 500 kiếp như vậy rồi, kiếp này là cái kiếp cuối cùng, cho nên ta mừng, ta cười. Còn ta khóc là ta thương cho ông, bởi vì ngày xưa ta cũng là đạo sĩ Bà La Môn, cũng vì việc tế thần giết một con dê mà 500 kiếp làm dê. Còn bây giờ ông giết ta thì 500 kiếp sau ông làm con dê để người khác tế lễ lợi. Nhân quả như thế. Ông kia ông nghe ông xanh mặt, ông kia thôi ta không giết ông nữa, ta sẽ cho người bảo vệ ông, cũng không cho ai đụng tới ông. Dê nó nói: Không, cái nghiệp của ta nó đã quyết định hôm nay ta chết thì không có ai có thể cứu ta được. Nhỏ nhoi thay cái sự bảo hộ của ông, nhưng mà lớn lao thay cái nghiệp ác mà ta đã tạo. Cho nên cái nghiệp ác ta quá lớn, mà cái sự bảo vệ của ông nó chỉ là một chút thôi, không cứu được ta đâu. Thì ông đạo sĩ nghe nói như thế, ông thả con dê đi. Thả con dê ra, thưa các vị, trời ban ngày mà tự nhiên có sấm sét. Khi con dê nó đang ăn cỏ ở gần một tảng đá thì trời sấm sét đánh tan tảng đá, mà một mảnh đá bay ngang cứa rớt cái cổ nó ra. Nghiệp phải trả, nghiệp sẽ được đón nhận. Khôn khéo hãy tạo nghiệp lành, đừng nên tạo những điều sai lầm. Đừng vì miệng đời, đừng vì lời khen tiếng chê của thiên hạ mà mình tạo những cái ác nghiệp. Đi tới nhà nó, nhà đâu phải là mèo đâu mà cũng phải làm chay làm mặn tốn tiền lắm hay sao? Nếu tốn tao cho tiền mày làm chứ, mắc gì mày phải làm chay. Đôi khi mình nghe nói như vậy cái mình nghe lời người ta, mình bị người ta đánh lừa cái mai mốt không làm chay nữa, mình làm mặn để rồi mình giết hại sinh mạng của chúng sinh. Mà khi đã giết hại, ai là người lãnh cái nghiệp? Ngon cái miệng của họ, nhưng mình là người bị lãnh cái nghiệp. Hôm nay cắt cổ một con gà để cầu cúng thần linh hay cầu cúng cho những người đã chết, mai mốt làm gà bị người ta cắt lại. Nhân quả nó y theo trong câu chuyện Đức Phật kể vậy thôi. Mà không phải chỉ làm con gà bị cắt lại một lần, đôi khi cắt lại tới 500 lần. Đó là điều mà tôi mới vừa kể trong câu chuyện. Các vị cần phải thấy cho rõ. Chúng ta không nên cầu sự bình an cho mình, mà phải tổn hại, gây khổ não và tàn sát đến chúng sinh. Có nhiều người đi cầu cúng thần linh, đi tới miếu bà, đi tới miếu ông gì đó vân vân, lại xì sụp xin keo xin quẻ, cái ra cái gặp cái ông thầy phán, ông nói ồ cái quẻ này xấu quá, về phải ráng là lo mà cái ngày nào đó rảnh rảnh tranh thủ phải mua vài con heo, vài con vịt gì đó tới đây để tế lễ, để ta cầu xin thần linh sẽ ban phước cho nhà ngươi đồ này kia đủ thứ. Cái nghe cái về cái đi làm, sợ sự bất an, sợ cái khổ đến với mình, mà về mình đang tâm mình giết hại sinh mạng người khác. Thiên thư con vật cũng là sinh mạng, con người cũng là sinh mạng. Mình chư Bồ Tát vào đời là chết thay cho chúng sinh, còn mình đi vào đời là bắt chúng sinh chết thay cho mình. Mình đâu phải Bồ Tát. Chỉ có những con người mang cái tâm của địa ngục, ngạo vĩ của súc sinh mới làm như thế. Các vị phải hiểu. Nghiệp chướng nó rất là đáng sợ nếu không khéo tu. Và tôi xin trở về với cái việc để giúp đỡ người thân của mình đã quá cố. Giúp đỡ họ bằng cách nào? Điều thứ nhất, họ bị cái nghiệp nó chi phối, họ không có quyền tự do để về nói với mình là con ơi, cháu ơi, hoặc ông ơi, bà ơi, chồng ơi, vợ ơi, hãy đi vì tôi mà tụng kinh, vì tôi mà làm phước lành này kia vân vân. Nếu cái nghiệp họ nặng họ không nói được, vì họ vừa tính mở lời là ở bên cạnh đã có gì? Đã có đầu trâu mặt ngựa tra tấn hành hạ họ rồi, họ không nói được. Và cái nghiệp đau khổ không một giây ngừng, họ cũng không có mở lời để mà nói được. Giá mà chúng ta thấy một người nào đó tóc xõa bù xù, hai mắt bự thế này, mặt mày máu không, đứng hỏng mặt đất, mặc nguyên một cái áo trắng, ta thấy ta sẽ thế nào? Xỉu chứ là thế nào bây giờ? Nó kinh khủng mà. Còn nếu mà gan chút không xỉu thì sao? Ướt quần. Còn nếu như không ướt quần thì sao? Mất đôi dép chạy. Chứ sao giờ? Sợ quá mà. Tại vì mình nghĩ sao? Người ta đang nhát mình đứng đó nó sẽ ăn thịt mình. Nhưng thưa cái đó có đúng không? Không đúng. Thưa các vị, họ hiện lên một cái hình tướng là máu me, mặt mày không ra mặt mày, đôi khi là có răng nanh, hoặc là hỏng mặt đất vân vân. Có phải họ nhát mình không? Xác định rằng họ không phải nhát mình, nhưng cái nghiệp của họ mang một cái hình hài trong kiếp ngạ quỷ là như thế, không thay đổi được. Cho nên họ hiện ra cho mình thấy, để nhờ mình vì họ mà làm phước, nhờ mình vì họ mà tạo nhiều cái công đức để hồi hướng công đức phước lành cho họ thoát khỏi cái kiếp ngạ quỷ, cái kiếp khổ đau đó sớm một chút. Nhưng họ không nói được. Nói đâu có được, cái nghiệp nó đâu có cho mà nói. Đứt cái lưỡi mất rồi nói sao được? Bởi vì khi còn sống đã nói xấu bà này, nói xấu bà nọ, chết xuống ông Diêm Vương ông cắt cái lưỡi mất rồi nói cái gì giờ? Người ta không có lưỡi mà kêu người ta nói sao được mà nói, đúng không? Cho nên mai mốt mà có thấy như vậy là không sợ, đứng hiên ngang, đứng lại khuyên người ta niệm Phật cái đã. Vì chính khi mình khuyên niệm Phật là gieo giống Phật, gieo cái chủng tử Bồ Đề, gieo chủng tử Bồ Đề vào tâm họ, phá tan được những cái nghiệp ác mà họ đã tạo, họ đã đeo mang. Cho nên khuyên họ niệm Phật là điều thứ nhất cần thiết phải làm khi gặp những người như thế. Điều thứ hai, có khả năng thì hỏi thử họ tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu, để tôi còn ghi giấy tới chùa tôi gửi mấy thầy cầu siêu. Điều thứ ba, ta phải nên vì họ mà làm nhiều phước lành để hồi hướng. Xin thưa, để xác định cái việc mà không phải họ hiện ra họ nhát mình, bởi vì tôi thấy các vị cũng còn ngờ ngờ, nó hiện ra cho mình thấy mà nói không nhát thì cũng hơi khó tin. Ở cái ngôi làng đó có một cái miếu, cái miếu đó bỏ hoang, và rất nhiều người đến cái miếu đó ngủ lại và sáng ra chết mất. 5-7 người vào trong miếu ngủ lại, sáng ra không ai còn sống. Cho nên người ta đặt cái miếu đó là cái miếu ma, không ai dám tới đó. Bữa đó có một ông thầy, ông đi hành cước, có nghĩa là đi để học hỏi, đến các già lam tự viện để học hỏi, vân vân. Thì ông đi trên con đường ông đi học đạo đó, thì buổi chiều ông tới cái ngôi làng đó, đâu có chỗ nào đâu ngủ. Cái ông mới hỏi người trong làng là gần đây có cái đình, cái miếu, cái chùa nào không. Người trong làng nói ở gần đây có cái miếu, nhưng mà trong đó có ma, ông không có tới đó ở được đâu, bao nhiêu người tới đó là chết hết rồi. Ông kêu thôi được rồi, tôi cảm ơn, có cái miếu là được, tôi xin tới đó để trú ngụ qua một đêm, sáng mai tôi lại tiếp tục lên đường. Dân làng cản ổng mới kêu thầy đừng có đi, thầy đi tới đó thầy chết. Mà ổng cứ đi, ổng đi rồi ở đây người ta nói đúng là cha thầy chùa cũng sẽ chết, thầy chùa liều mạng. Thật sự ổng tới đó cái ổng đâu có ngủ, ổng không có ngủ, cái ổng bắt chân lên ổng ngồi thiền. Ông ngồi niệm Phật thì cái đúng nửa đêm 12 giờ thì ông thấy cái tấm màn nó không có gió mà nó phất phất. Phía sau tấm màn đó là một thân hình thật là lớn, một con quỷ hiện ra bự như cái cột, răng nanh dài hổng mà đất, tay chân của nó thì móng tay dài cả thước, mặt mày máu không. Cái ông mới nói thế này, ông kêu ta nghe người trong làng nói ở trong miếu này có ma, nhưng họ nói sai mất rồi, trong miếu này có quỷ. Và ta nghe nói ngươi đã tàn hại rất nhiều người đến đây rồi đúng không? Ngươi đã hại chết họ. Tại sao vậy? Ngươi đã mang cái thân ngạ quỷ, tức là bị cái nghiệp chẳng lành, mà bây giờ còn hại chết người khác, thì cái kiếp quỷ của ngươi chừng nào mới thoát? Ngươi mà nhắm mắt để thoát khỏi kiếp quỷ này thì đọa sâu vào địa ngục, không được sanh về cõi người cõi trời đâu. Con quỷ nó nghe như vậy nó mới, xin thưa là nó mới sụp xuống, nó lại ổng. Nó mới nói dạ bạch thầy, không phải con nhát người ta, họ vu oan cho con rồi, con không hại chết ai hết. Thầy mới kêu vậy sao có nhiều người đến đây ngủ cái sáng dậy chết mất là sao? Dạ thưa thầy, cái nghiệp của con đúng 12 giờ con phải hiện cái hình lên, chịu cái nghiệp tướng ở trong cái ngôi miếu này, con không thể làm khác hơn được, con không muốn hiện cũng không được. Nhưng họ tới đây đúng cái giờ mà con hiện lên, họ thấy con, họ sợ quá, họ đứt gân máu, họ chết, họ sợ quá, rồi tim họ nó đập loạn nhịp, họ chết, chứ không phải con nhát họ. Con cũng không muốn làm cho họ chết, nhưng không thể làm khác hơn được. Mong thầy thương con, thầy hãy vì con mà tụng cho con một thời kinh, cầu nguyện cho con, bởi vì khi con sống con đã tạo cái nghiệp chẳng lành cho nên chết rồi bây giờ con mới hối hận. Nhưng thưa Thầy, cũng đã rất nhiều kiếp rồi con làm quỷ ở trong cái miếu này, chưa có gặp được một vị Thầy nào đi qua đây. Hôm nay được gặp Thầy, Thầy vì con tụng thời kinh, Thầy vì con giảng cho con nghe một thời Pháp, con sẽ nương theo đó tu tập để cho con thoát khỏi kiếp quỷ. Khi con còn sống con không tin có cái kiếp để đọa làm ngạ quỷ, để chịu đau khổ. Thế cho nên bao nhiêu lời dạy của Thánh Hiền, bao nhiêu lời khuyên răn của những con người lương thiện, con đều phủi vào ngoài tai để sống tha hồ theo những điều mà con thích, làm những điều mà con muốn làm. Thế cho nên bây giờ đọa làm quỷ hối hận lắm. Thưa Thầy, bây giờ Thầy hãy vì con tụng cho con thời kinh. Ông Thầy, ông nghe như thế thì ông nói, à thì đúng ra là cái nghiệp của ngươi là hiện thân làm quỷ, chứ đâu phải ngươi muốn nhát người ta. Nhưng mà cái số của những người đó tới đây gặp ngươi là phải chết. Thôi ta sẽ vì ngươi tụng thời kinh. Thì ông tụng thời kinh tới sáng ra đó thì ông đi. Và từ đó dân làng họ không còn thấy con quỷ xuất hiện trong ngôi miếu. Có nghĩa là con quỷ nương nơi lời kinh tiếng kệ, nương nơi cái sự chú nguyện của Hòa Thượng mà phát khởi tâm lành. Khi đã phát khởi tâm lành thì tất cả những nghiệp chướng từ quá khứ gây tạo nó tiêu tan hết, mà được thoát kiếp làm quỷ đơn giản. Và từ đó trở lại, người thân của chúng ta giá mà khi còn sống chẳng tạo nghiệp lành, bây giờ đang đau khổ trong kiếp quỷ. Một người còn sống, đó là người thân của mình, họ không được quyền tự do, họ phạm phải pháp luật, họ bị pháp luật bắt, mình chạy đôn chạy đáo để tìm cách cứu họ ra, cho họ được quyền tự do. Nhưng xin thưa, pháp luật của trần gian, ngục tù của trần gian còn nhẹ lắm. Ngục tù của nhân quả, ngục tù trong chốn tam đồ kinh khủng. Sức tưởng tượng của con người không thể tưởng tượng hết nổi. Mà các vị như cái dễ biết nhất là các vị nghe nói là bà Thanh Đề ngồi trên bàn trong sắt, xung quanh lửa cháy toàn thân, trên đầu lại đội một cái chảo dầu nữa, một chảo dầu sôi chứ không phải là một thau huyết đâu, cả một chảo dầu nữa. Mà cực hình như thế, không giây phút ngưng. Các vị nghĩ nó đau khổ đến thế nào. Mà bây giờ những người thân của mình, thân bằng quyến thuộc của mình không biết tu, không biết làm lành, họ đã chết rồi và họ đang bị đọa vào trong đó. Mình có thể bỏ mặc họ không? Không. Phải vì họ làm nhiều phước lành, tự thân ta phải ráng tu trước cái đã, có công đức, có phước báo, rồi tạo thêm những việc phước lành nữa, hồi hướng cho họ, thì họ sẽ thoát khỏi cái kiếp khổ đau. Và xin thưa với các vị, cái công năng của câu niệm Phật, cái công năng của lời kinh tiếng kệ, nó vi diệu lắm, lớn lao vô cùng. Mà các vị đọc trong kinh rồi các vị thấy, một chúng sanh họ gần lâm chung, mà người thân của họ vì họ niệm một câu niệm Phật mà họ nghe theo, họ niệm theo, thì nhất định người đó không sanh vào cõi khổ, họ sẽ sanh về cõi lành. Bởi vì đây là cái điều mà Bồ Tát Địa Tạng thưa với Đức Phật ở cái phẩm thứ 9 trong kinh Địa Tạng, xưng danh hiệu chư Phật. Bồ Tát Địa Tạng nói: kính lại Đức Thế Tôn, ở đời quá khứ có Đức Phật Đại Thông Trí Thắng, Đức Sơn Vương Phật, Đức Tịnh Danh Phật, Đức Đa Bửu Phật, vân vân, rất nhiều Đức Phật đi qua. Nếu có một chúng sinh nào chỉ nghe đến danh hiệu của các ngài, niệm dù chỉ một lần, người đó cũng thoát khỏi cõi khổ. Và Địa Tạng lại thưa thêm: bạch Đức Thế Tôn, nếu trong hàng thân quyến của những chúng sinh khi sắp lâm chung, có người thân vì họ mà niệm một tiếng niệm Phật, để cho họ, cái người lâm chung đó họ nghe được cái tiếng niệm Phật đó, họ niệm theo, thì họ sẽ thoát khỏi cái nghiệp đọa vào địa ngục vô gián. Những cái tội nho nhỏ khác cũng nhờ công năng công đức niệm Phật mà tiêu tan hết, tin không? Tin thì phải làm sao? Tôi thấy cái này nó hay vô cùng. Tự thân mình niệm Phật trước đi đã. Bởi vì bây giờ hàng ngày mình niệm Phật nè, tới ngày chết mình không có người nào dạy mình niệm, mình cũng biết đường niệm. Mà khi mình niệm rồi không sanh vào cõi khổ, nó lợi ích vô cùng. Còn bây giờ có người thân trong gia đình mình họ nằm đó, thay vì họ rên rỉ, họ nhớ nhung những chuyện này, những chuyện kia, chuyện buồn, vui, thương, ghét. Lúc ta gần ra đi, lúc ta gần tắt hơi, nó hiện về để rồi nó chi phối ta. Mà khi nó đã chi phối ta rồi thì ta theo cái buồn, vui, thương, ghét mà thọ sanh vào trong khổ hoặc vui. Bây giờ ta không để cho buồn, vui, thương, ghét chi phối, mà tự thân khi đó ta niệm Phật thì chắc chắn ta sanh về cõi lành. Hay nếu công đức của ta đủ lớn thì ta sanh về cõi Phật. Bây giờ vì người thân nằm đó, ta phải làm gì? Ta phải khuyên họ niệm Phật. Đừng giết gà, giết vịt gì để cúng thần, để tế lễ chi cả. Làm như vậy khiến cho người gần chết hoặc đã chết đọa thêm. Chỉ khuyên họ niệm Phật, thỉnh chư tăng tụng kinh, rồi làm cái việc cúng dường trai tăng, phóng sanh, thả cá, vân vân. Thưa các vị, những việc đó là những việc cần thiết nhất và thiết thực nhất và lợi ích vô cùng. Mà đó là điều Đức Phật và Bồ Tát Địa Tạng đã dạy chúng ta. Chúng ta đừng nên làm trái cái điều này. Ta làm trái cái điều này, tự thân ta là người có tội. Thưa tôi nhắc lại, tự thân ta là người có tội, và khiến cho người thân của ta cũng mang cái nghiệp chẳng lành. Trong 49 ngày họ ở tại các ti sở, khi cái nghiệp chưa thẩm định được là khinh hay trọng, là nặng hay nhẹ đó, thì họ như ngây như điếc. Họ rất là trông ngóng người thân hàng cốt nhục còn sống trên dương trần, vì họ tạo phước lành để cho họ được siêu thoát khổ đau. Giá như mà đặt mình vào hoàn cảnh như thế thì cái tâm trông ngóng của mình đối với người thân như thế nào? Và nếu được người thân làm điều đó thì mình mừng biết chừng nào. Mà nó quên rồi thì mình căm hận vô cùng. Thì cũng thế, những người thân của mình đã mất, họ cũng đang chờ ngóng mình. Và không phải chỉ trong 49 ngày mới làm, hay 100 ngày làm. Có thể những người thân của mình họ đã mất 100 năm, 200 năm, mình biết tên biết tuổi cũng có thể vì họ mà cầu nguyện. Bởi vì cái kiếp đoạn ngạ quỷ, tôi xin nhắc lại, có khi nó tới vài trăm kiếp, chứ không phải là chỉ là 100 năm, 200 năm. Các vị nhớ như vậy. Và cái nghiệp của ngạ quỷ nó nặng thế này, thưa các vị. Chư thiên ở trên trời thấy dòng sông, thấy nước, thì nước ấy trở thành lưu ly. Con người mình thấy nước thì nước nó là nước. Nhưng chúng sinh trong ngạ quỷ thấy nước đó là một biển máu, là một biển dầu sôi, họ không dám tới gần. Thế cho nên có nhiều người nói tôi đói quá, tôi khát quá, hãy cúng cho tôi ăn, hãy ban cho tôi thức uống. Người ta mới đặt câu hỏi, nếu ở trong vô hình anh có thể uống được nước của các dòng sông, các dòng suối, thức ăn người ta bài bán nào là hủ tiếu, là bánh canh, là cơm đầy đường đó, anh vô đó anh ăn chứ mắc gì phải cúng. Nhưng xin thưa, đâu có được. Cái nghiệp của chúng sanh trong ngạ quỷ, họ thấy thức ăn của mình thì tức là thấy hoàng sắc nóng, họ thấy nước mình uống tức là nước dầu sôi, không đụng vô được. Nếu không có sự chú nguyện của thần lực gia trì, xin thưa, tất cả những cái họ đụng đến đều là dầu sôi lửa bỏng. Thế cho nên Đức Phật Ngài có dạy cái bài chú là biến thực biến thị chân ngôn. Cái bài chú đó khi cái người trì tụng quán tưởng đến cái gì thì nó sẽ ra cái đó để cho chúng sinh thọ hưởng. Cơm, cháo, gạo trước mặt mình quán tưởng tất cả những cái thứ này nó sẽ ban khắp mười phương cho tất cả chúng sanh trong cõi đau khổ thọ hưởng, thì tất cả chúng sanh sẽ được thọ hưởng. Bởi câu chú đó là thần lực của chư Phật. Các vị nhớ như vậy. Còn nếu cơm, cháo, gạo trước mặt mình mà mình không quán tưởng, mình quán tưởng cái khác thì họ cũng nhận cái khác. Nhưng họ nhận cái khác được hay không được cũng là cái phước phần của họ nữa. Thưa các vị, không đơn giản tí nào đâu nha. Ở cái chùa đó có ông hòa thượng thì tới rằm tháng 7 nè, tới rằm tháng 7 cái người dân ở trong làng họ mới xúm lại, họ sắm sửa lễ vật đầy đủ. Cái ông đi, cái ông bỏ quên cái chìa khóa, ông bỏ quên cái sâu chìa khóa. Mà ông bỏ quên cái sâu chìa khóa rồi ông không biết là ông bỏ ở đâu, cho nên xuống ông cứ đứng ông tụng cốc 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 cốc, mà ông cứ nhớ tới cái sâu chìa khóa. Ông nhớ cái sâu chìa khóa rồi ông cúng, ông tranh thủ cho mau để về tìm cái sâu chìa khóa. Okay. Ông cúng xong ông về. Tối hôm đó xin thưa các vị, những người âm họ kéo nhau lên chùa, già trẻ lớn bé họ dắt nhau lên chùa. Ông hòa thượng trụ trì đang ngồi thiền, cái ông thấy quá trời người tới, họ khóc, có người thì miệng máu không, khóc lóc. Hòa thượng mới hỏi ủa sao còn khóc, hồi chiều cúng cho ăn không được sao khóc. Kêu dạ bạch thầy, hồi chiều này ông thầy kia ông cúng toàn là sắt với thép đồ không, sao mà ăn thức ăn để đầy nhưng mà tụi con nhận được toàn là sắt với thép không. Thì đúng là khi ông cúng ông nhớ sâu chìa khóa, cho nên cái thức ăn nó đi vào câu thần chú, nó ban rải là toàn là chìa khóa không, sao con người ta ăn. Ông thầy ông kêu thôi được rồi về đi, ngày mai ta sẽ cho người xuống cúng lại. Sáng ông kêu ông thầy đi sự lên nói tri sự, ngày hôm qua ông đi cúng thế nào mà để cho người âm nó về nó mắng vốn tôi vậy. Tri sự kêu dạ bạch thầy, con biết lỗi rồi, nhưng mà khi đó con giữ cái sâu chìa khóa kho của chùa, con sợ quá, con không nhớ con bỏ quên ở đâu, cho nên con tụng mà con nhớ sâu chìa khóa. Ông kêu thôi chiều nay xuống tụng lại, nhớ là hãy chú tâm vào câu thần chú để cho thức ăn ban rải cho chúng sinh người ta được thọ hưởng. Ông phải hiểu một điều, nếu khi ông tụng một lời kinh, niệm một câu niệm Phật mà không có chí thành ở trong đó, tâm ông không gửi theo trong đó, ông gửi cái tâm đi nhớ cái này cái kia thì cái lợi ích của nó không có, đôi khi tổn hại người khác nữa. Ông nhớ giùm tôi. Chiều thì ông tri sự xuống cúng lại thì đêm đó họ lên chùa họ tạ lễ. Như vậy để ta thấy rằng thức ăn có mặt đầy đường nhưng không có thần chú, không có người chú nguyện, không có người quan tâm thương tưởng dâng cho họ, tất cả những cái đó không thể đến với họ được. Thưa các vị, đó là điều rất thực tế. Và ngàn vạn kiếp đã đi qua, ta cũng đã từng là chúng sanh ở trong kiếp ngạ quỷ. Điều này ta phải xác nhận rõ ràng, vì ta đã từng là chúng sanh trong kiếp ngạ quỷ, từng đau khổ, từng chịu cái cực hình ở trong đó, và ta rất là muốn thoát khỏi nó. Các vị nhớ. Và hôm nay ta đã được thoát khỏi nó, đôi khi cũng mất hết vài trăm kiếp. Hôm nay ta đã được thoát khỏi cái kiếp đau khổ trong ngạ quỷ, nhưng cái thần thức của ta nó không đủ thông minh, nó không đủ sáng suốt để nhớ lại cái nghiệp ngày xưa. Nếu ta mà nhớ được một chút nào trong cõi khổ trong ngạ quỷ thì nói thiệt là ta không màng tới chuyện gì đâu, chỉ biết cắm đầu cắm cổ tu để cho thoát khỏi cái sanh tử thôi. Nhưng vì ta không nhớ, bởi vậy nói cho vui là đôi khi đi qua cầu để trở về dương thế phải ăn cháo lú. Cháo lú là ăn cháo để nó quên đi. Cái đó là trong nhân gian người ta nói đó. Chắc hồi đó mình không phải ăn một muỗng mà mình quất luôn cả chén, cho nên bây giờ nó lú quá không có nhớ cái gì hết. Và chính vì không nhớ mà ta trở thành không tin và không sợ cái nghiệp trong cõi khổ. Nhưng các vị phải biết rằng nghiệp trong cõi khổ xác định rõ ràng có, chứ chẳng phải là mơ hồ, chẳng phải là ai vẽ vòi nên. Và nếu đã biết như vậy thì tự thân mình phải thương mình, đừng để cho mình phải tắt hơi mà đi vào trong cõi khổ. Không cần người khác phải cầu nguyện cho mình, chính bản thân mình hãy cầu nguyện cho mình ngày hôm nay, sống tốt ngày hôm nay, để đóng cửa ba cái đường ác muôn đời, ta không còn bước chân vào đó nữa. Có đi về cõi Phật. Còn nếu mà không đủ cái phép mà để bay về cõi Phật thì cũng phải bay cho đến cõi trời. Mà nếu mà hơi nặng như tôi, bay không nổi tới cõi trời thì cũng bay trở lại cõi người, chứ không có thể bay xuống cái cõi địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Hứa với nhau điều này chứ, hứa không? Cái nghiệp của chúng sanh trong cõi khổ nó được người ta thể hiện qua rất nhiều những bài thơ và những cái điếu văn cúng tế. Có khi nào có dịp thì tôi sẽ chia sẻ với các vị những cái bài điếu cúng của ông Nguyễn Du mà dành cho tới 13 loại cúng hồn. Đúng là 12 nhưng mà trong đó có thêm nữa là tới 13 loại câu hồn. Khi nào có dịp ta sẽ chia sẻ. Và cái câu thơ người ta thể hiện dành cho chúng sinh trong người âm như thế này: nghe gà gáy thì liền lẩn khuất, mặt trời lặn lẩn thẩn tìm ra. Có nghĩa là cái giờ của họ là giờ của buổi tối, họ xuất hiện. Ban ngày này thì cái mặt trời lên thì cái khí dương nhiều, cho nên khí âm nó phải tan, nó phải trốn ở đâu đó. Hoặc người ta dùng cái câu là hồn ở đầu non, hồn ở cuối bãi, ở đầu gành, ở cuối xóm, trong hang, trong hiểm gì đó, vân vân. Xin thưa như vậy, đó tất cả những điều đó là những cái điều mà chúng sinh trong cõi âm họ phải chịu, bởi vì cái nghiệp chẳng lành họ đã tạo và bây giờ họ phải mang. Họ không trốn đâu được, họ chỉ biết chờ trả cái nghiệp cho đến khi nào hết cái nghiệp đó mà thôi. Nhưng để muốn giúp cho họ được nhẹ nghiệp và mau hết nghiệp, đó chính là tình thương của chúng ta. Có nhiều người họ sai lầm, họ dùng cái cách là yểm, dùng bùa chú để hại những người thân trong gia đình mình chết. Người thân trong gia đình mình chết, họ đi coi thầy bùa, thầy pháp nói chết này là chết trùng, không yểm, không bắt nó bỏ hũ, không giết nó đi, thì nó về nó bắt người thân trong gia đình đi. Cái thế là mình nghe, mình sợ, cứ về mình đi làm bùa, đi làm thầy pháp, đủ thứ chuyện, gặp nhờ giả để họ bắt, họ yểm cái hồn người chết. Mà đôi khi cái hồn người chết đó là cha, là mẹ mình nữa. Như vậy mình có nhẫn tâm không? Mình ác vô cùng, thưa các vị. Không có ai về bắt mình đâu. Xác định rõ điều này. Cái nghiệp của mình tối là mình tự khắc phải chết. Người ta đã đọa vào trong ngạ quỷ, đã làm ma làm quỷ là người ta khổ sở biết dường nào. Người ta chỉ muốn mình giúp đỡ họ, chứ không phải muốn mình tàn hại họ. Vậy mà có nhiều người tôi thấy đau lòng. Cha con chết trùng thầy ơi, cho nên bây giờ phải đi nhờ thầy pháp. Nhờ mấy thầy ở chùa thì mấy thầy không có làm được, còn nhờ mấy ông thầy pháp, mấy ông yểm, mấy ông bắt hồn bỏ hũ, đủ thứ lung tung. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai, có những con người họ luyện bùa, họ luyện chú, họ làm những cái trò yêu là bắt những chúng sinh chết phải đi làm quân lính, làm binh cho họ, để họ sai sử làm những việc họ thích. Đây cũng là một cái tội lỗi vô cùng. Đây là cái tội rất là lớn. Khi còn minh mẫn, còn khỏe một chút nghe, cái bùa nó còn hiệu nghiệm nghe, thì chúng sinh âm nó sợ cái bùa đó. Nó sợ chứ không phải nó kính đâu. Tại vì bây giờ nó không đủ sức để kháng cự lại cái bùa. Vì cái bùa nó có cái mạnh lệnh là bắt những cái chúng sanh âm này đi tàn hại, đi tiêu diệt những chúng sanh âm khác, kêu nó quy phục. Còn nó không quy phục là đánh cho nó chết. Trong cõi đó nó cũng còn đấu tranh như vậy đó. Bây giờ họ, cái bùa nó còn hiệu nghiệm, họ sợ, họ phải theo. Nhưng khi nó hết hiệu nghiệm họ trở lại, nó giật mình chết. Đây là điều rất thật. Có những người họ xài bùa để mà sử dụng binh. Tới ngày cuối đời, xin thưa các vị, trên thân không mặc được cái quần, không mặc được cái áo, đi ngơ ngơ ngoài đường á, ăn chỉ toàn là ăn phân, ăn những cái gì dơ bẩn nhất không. Đó chính là cái nghiệp. Họ đã từng tàn hại người khác và họ phải chịu cái quả báo như thế. Và bây giờ chúng ta không như thế. Đối với người thân của mình, nghe ông thầy nào đó mà nói chết này là chết trùng, ta phải làm sao? Không sợ. Biết như vậy, hãy hiểu rằng cái nghiệp của người chết rất là nặng. Ta cần phải niệm Phật nhiều, cần phải tạo công đức nhiều, cần phải cúng dường, trai tăng, phước báo, bố thí, phong sanh nhiều hơn để hồi hướng cho họ, để họ thoát khỏi cái nghiệp đó. Là con người thông minh, làm như vậy mới đúng với lòng từ bi, đúng tinh thần của Phật dạy. Còn nghe mà yểm rồi này kia là tinh thần đó không phải tinh thần Phật dạy. Các vị nhớ như vậy. Thôi để xác định lại cái sự việc, chính lời kinh tiếng kệ, chính việc làm lành của ta giúp cho người mất, giúp cho những chúng sinh đau khổ. Đó là điều rất thực tế, rất là xác quyết. Tôi kể các vị nghe câu chuyện rồi mình nghĩ. Thưa ông thầy đó, ông tu đắc đạo rồi. Bữa đó ông đi qua đò. Ông đi qua đò, nhưng mà đi qua bên đò thì xin thưa, ở bên bờ sông bên này nó có một cái ngôi miếu, gọi là miếu thần. Ai đến cầu cái gì cũng được hết á. Cho nên ai mà qua đò rồi cũng phải vào miếu để lễ lại thần. Không thì thần phạt là sao? Cái ông thấy người ta kéo nhau vô miếu, cái ông cũng đi vô. Ông đi vô thì ông thấy người ta nào là gà, vịt, đủ thứ lung tung đến để tạ lễ. Rồi có người thì họ cúng mà vải, cúng áo, cúng nhang, cúng đèn, cúng bông, cúng hoa, đủ thứ hết. Trong đứng ở trong đó, đứng trong đó thì vị thần trong miếu đó mới hiện lên. Hiện lên, ông thấy ông thần hiện lên, đó chính là một con mãng xà. Một con mãng xà rất là dài. Cái đầu nó trong miếu nhưng cái thân nó dưới cái hồ á. Thì khi đó con mãng xà hiện lên mới nó lễ ông thầy ba lễ. Nó mới nói: con ở đây chờ thầy lâu rồi, hôm nay thầy đến, chẳng biết thầy còn nhớ con không, chứ con còn nhớ thầy. Kiếp trước con với thầy đã từng là huynh đệ, cùng là người tu chung với nhau. Nhưng thầy thì tinh tấn, còn con cũng tu, nhưng mà hay nóng giận, hay chửi bới. Thế cho nên con đọ làm thần. Nhờ cái tu có chút phước được làm thần, nhưng cái nóng giận đó nó khiến con phải mang cái thân hình là một con mãng xà. Con đợi thầy ở đây, hôm nay thầy tới. Tất cả những vật mà con có ở trong miếu này của người khác họ dâng cúng cho con, hương hoa, gấm vóc, xin thầy hãy lấy cái đó mà đi cúng dường cho chư tăng, để hồi hướng cái phước lành cho con thoát khỏi cái kiếp mãng xà này. Sớm con được trở lại là một cái con người, chỉ mong ước được tu theo Phật Pháp để thoát ly sanh tử mà thôi. Ông thầy đó mới nói: ta nhớ ông chứ, chính vì nhớ ông hơn hôm nay ta mới đến nơi này. Nhưng tại sao ông lại bắt thiên hạ phải giết những con vật, giết những chúng sinh vô tội để tế lễ ông? Xin thưa, con mãng xà mới thưa: dạ con không có bắt họ làm, nhưng vì họ đến với con, họ cầu xin con gia hộ chở che cho họ. Thật sự con cũng không có gia hộ chở che gì hết, nhưng họ đến bằng cái tâm thành, thì đôi khi từ tâm thành họ có chút phước, cái phước báo nó trở lại, nó bảo hộ họ. Mà nó bảo hộ họ thì họ làm ăn đồ này kia nó cũng được suôn sẻ. Thế cho nên họ tạ ơn con, họ đem đến chứ con không bắt họ. Nhưng nếu con hiện ra con khuyên bảo họ thì họ sẽ chết, không làm được. Thế cho nên hôm nay có thầy đến, thầy hãy vì con mà cúng dường trai tăng những phẩm vật mà con có do người khác dâng cúng cho con. Và xin thầy hãy khuyên những người trong miếu nên đừng có đem những sinh mạng của chúng sanh đến mà tế lễ nữa. Thì ông thầy ông làm việc đó. 3 ngày sau ông đi, tại vì đồ quá nhiều mà ông đem cúng dường các chùa lớn, nhờ với thầy chú nguyện dùm. Thì 3 ngày sau ông trở về, ông đi ngang qua đò thì ông thấy cái xác của con mãng xà nó nổi lên trên hồ. Và cái hồ đó người ta vẫn còn gọi là cái hồ của Bạch Xà. Đó là câu chuyện mà tôi gặp được ở trong truyện cổ của Phật giáo. Và hôm nay tôi đến với các vị, đối với những người thân của mình đã mất, hay là những chúng sinh trong cõi vô hình, thưa hãy đem lòng thương, đem lòng từ của mình mà ban đến cho họ. Đừng có một niệm oán thù, đừng có một niệm trách hờn, cũng đừng có một cái hành động gì đối mà khinh miệt họ. Các bậc thầy dạy hãy kính họ, kính nhi viễn ly, kính nhưng xa lìa, kính không gần gũi. Mà kính xa lìa không có nghĩa là mình bỏ mặc, xa lìa có nghĩa là mình không cùng họ để tác cái nghiệp ác, mà phải vì họ làm những việc lành để cầu nguyện cho họ được nhẹ nhàng thoát khỏi. Và các vị hãy nhớ, những người thân của các vị đã ra đi, cửu huyền thất tổ của các vị đang trông chờ các vị ráng niệm Phật, ráng tu, ráng làm phước lành để hồi hướng cho họ. Xin cảm ơn tất cả các vị đã ngồi lắng nghe.